Việt Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video shop Việt chờ Radio Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ sau đó ấn vào chuông Là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh Và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất số lệnh gửi tới quý vị và các bạn Và video ngày hôm nay em lại giới thiệu tới quý vị và các bạn Chiếc âm ly quen thuộc Maran Esotech series PM8 MK2 Đây là một trong những series cao cấp nhất thuộc phiên bản à, đời sản xuất cổ của Maran và model này có chất lượng âm thanh cực kỳ tốt cực kỳ hay cực kỳ ấn tượng cùng mạch điều chỉnh quay laser từng với trái phải cho chất lượng âm thanh cực kỳ ấn tượng và phối ghép được rất nhiều dòng loa Maran PM8MK2 luôn là một sự lựa chọn rất tối ưu ở cái mức giá trên 20 triệu đồng và dưới 30 triệu đồng và đặc biệt hôm nay em về một sản phẩm rất đẹp muốn thân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn madan pm 8 mk 2 hình thức xuất sắc chiếc omni này thì có vỏ gỗ zin và sẽ là vỏ gỗ bóng piano cũng như uh, hình thức sẽ là một chiếc đi sử dụng mặt phay nhôm nguyên khối màu vàng chanh cùng rất nhiều tinh chỉnh như quý vị và các bạn có thể quan sát thấy uh, chiếc đi này nó được sử dụng rất nhiều linh phụ kiện cao cấp cũng như là tối ưu vào thời điểm nó ra đời chiếc mi này được thiết kế cân đối hai bên à, đối xứng cho cái nhìn tổng quan rất à, vừa vặn và hợp lý chiếc mi này thì chơi được hai cặp loa và khi lựa chọn vế ra loa ab thì quý vị và bạn sẽ mở cái cửa sổ ở phía dưới bên này ra và chúng ta sẽ lựa chọn à speaker 1 hoặc speaker A tương ứng với loa AB. Và quý vị và bạn khi đã lựa chọn xong thì có thể đậy nắp như thế này. Một cái cửa sổ lắp rời của Mazan luôn là một cái điểm nhấn rất là ấn tượng. Còn tất cả các tinh chỉnh input, xe tông được bố trí ở phía bên này cũng như chế độ dịch cần xe tông ở phía dưới cho quý vị và các bạn có thể chuyển đổi hoặc sao chép um, uh, chế độ âm thanh của chiếc âm ly này và phía bên này thì chúng ta sẽ có lựa chọn chế độ nghe cũng như volume tổng và các chế độ như là điều chỉnh uh, hoặc là ngắt mạch tôn rồi là rất nhiều chế độ cũng như uh, tắt nhỏ volume lên tới 20 mươi decibel ở đây và công tắc nguồn được bố trí ngay phía dưới cũng như là quý vị và bạn sẽ thấy một cái uh, chiết áp ba lăng ở phía bên này để điều chỉnh loa tất cả núm nút còn sáng bóng và được uh, mạ kẽm màu vàng cực đẹp cực sáng luôn chiếc ly này thì hình thức uh, rất là đẹp tuyệt mới so với tuổi đời và nó sử dụng hệ thống sò so của madan uh, màu đỏ đen uh, nguyên bản tất cả âm ly này thì còn nguyên bản tuyệt đẹp luôn em sẽ đi sơ qua một vòng để anh em cùng quan sát cũng như trải nghiệm chiếc âm ly này tác loa ở phía sau thì cũng đang còn vàng rượu và chúng ta sẽ quan sát thấy tất cả chữ còn sắc nét và tuyệt đẹp đây là một sản phẩm em tuyển lựa rất kỹ để phục vụ quý vị và các bạn Mazan P18 MK2 và em xin phép sẽ bỏ tấm biển ra phía trước để mời quý vị và các bạn quan sát ruột gan cực khủng của chiếc âm ly này thì chiếc âm đi P18 MK2 anh em có thể quan sát ở đây nó sẽ sử dụng một biến áp nguồn cực kỳ lớn và bốn tụ lọc nguồn khủng, cũng như chúng ta sẽ quan sát thấy đối xứng hai bên sẽ là những con chở sứ và hệ thống sò cũng được thiết kế nằm trên lưới uh, hay còn gọi lưới tản nhiệt hay còn gọi là xương mang cá cực kỳ gấu. Chiếc ly này chạy tám sò công suất và với một hệ thống uh, tiền khuếch đại cũng như là âm sắc cực kỳ khủng. Và anh em có thể quan sát thấy chiếc âm ly này còn rất đẹp, rất sạch sẽ để anh em chơi và trải nghiệm. Mazda PM8MK2. Và chiếc âm ni này thì em xin gửi tới giao lưu cùng quý vị và các bạn mức giá hiện tại sẽ là 27,5 triệu đồng cho chiếc âm ly Mazda PM8MK2 và mọi nhu cầu mua sắm. Tư vấn với ghép miễn phí cũng như giao lưu sản phẩm IO, xin mời quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp qua shop tại Hà Nội em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn